Belibo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay belibostore.com. Câu chuyện hồi lúc mình bắt đầu làm YouTube á, câu chuyện đơn giản lắm, đấy là cái gì cũng phải học. Mình mất rất nhiều thời gian về cái việc mình không học YouTube một cách tử tế. Thực ra là cái thời đấy thì cũng không có nhiều người người ta hướng dẫn đâu, vì YouTube lúc đấy là cái cần câu cơm của rất nhiều người và họ không hề hướng dẫn. Chủ yếu những cái bài hướng dẫn trên mạng là để phỉnh những cái người mới làm, để bán khóa học, bán tool là chính thôi. Mình thì không mất mua tiền mua tool hay khóa học, nhưng mà mình bị mất hai kênh. Một kênh là 5k sub với một kênh 30k sub. Kênh HND TV là kênh thứ 3 rồi. Cái gì cũng phải trả giá bài học hết. Hiện tại ví dụ như là cái kênh HND TV của mình đang ở trong cái network là MeTube ấy. Thì MeTube là cắt 30% doanh thu. Chính xác bây giờ là 33% đấy. 33% doanh thu thì nó đâu có còn được bao nhiêu đâu. Tháng nào anh em xem nhiều thì được khoảng 7 triệu. 7 triệu cắt ra 33% thì tính là tôi còn được bao nhiêu nhỉ? Tính ra là còn được hơn 4 triệu đúng không? Hơn 4 triệu trả lương cho bạn cộng tác viên 4 triệu, mình còn 500.000 trả tiền điện, mà điện nhà tôi 3 triệu cơ. Ít ra là duy trì được để anh em mỗi ngày có cái xem, bởi vì mỗi ngày mình livestream như hôm nay là live 2 part này, mình ngồi với anh em đến thời điểm này là hôm nay mình live được 5 tiếng rồi, tổng thời gian là 5 tiếng rồi. Live xong tắt cái bài livestream đi, mệt phờ dâu còn làm được cái gì đâu các bạn. Chưa kể những cái sinh hoạt khác trong gia đình, vẫn phải trông con, vẫn phải chơi con. Cho nên là đúng là dạo này mình cũng phải thuê một bạn cộng tác viên, bạn ấy cắt video để cho kênh YouTube mỗi ngày có ít nhất một video. Ngày nào anh em lên 8 giờ tối cũng có video cho các bạn xem. Tất nhiên là cũng có những cái sản phẩm nó không phải tự tay mình làm ra thì nó cũng không ưng ý lắm, nhưng mà thôi thì trong cái khoảng thời gian này nó được như vậy cũng hòm hòm chấp nhận. Trước đây tôi tự làm video thì nó hay hơn, nhưng mà giờ thì nó mệt lắm rồi, chịu. Mình like xong một cái bài like như thế này, mình sẽ cắt sơ sơ ra, mình cắt sơ sơ ra, sau đấy mình sẽ up lên thì bạn cộng tác viên của mình bạn sẽ xào lại cái video đấy. Sao YouTube cắt doanh thu? Cái đấy là luật của nó. Thằng Google ấy, mà nó thu được từ kênh YouTube 100 đồng thì nó sẽ trả cho người làm nội dung 67 đồng. Đấy là Google nhá. Tiếp đến từ cái 67 đồng mà chúng ta nhận về đấy ấy, thì những cái network như kiểu công ty ấy, công ty bảo hộ ấy, người ta sẽ cắt tiếp 30% nữa. Có những nơi người ta cắt 40, có những nơi người ta lại chỉ cắt 10%, nói chung là tùy, nhưng mà đa phần các network ở Việt Nam mình đều cắt 30%. Cái đấy thì các ông làm, các ông sẽ biết chứ, bây giờ các ông cứ hỏi như thế thì vậy. Trả lời sao cho hết được câu hỏi của các ông. Nhiều ông vào kênh hỏi kiểu thân thiện, lâu rồi không thấy anh up video lên YouTube, thế anh là mình, ui trời, nghe câu đấy buồn ra man. Ngày đéo đâu không có video, nhưng mà anh em lại nói câu lâu rồi không thấy anh up video là tôi biết không, không xem, trời ơi. Là mẹ buồn, nhưng mà tôi chả biết thế nào. Chia ra chơi hot ngon, đúng rồi. Bữa tới bên FIFA Hàn Sẻng nó đang có một cái... Thế anh, hello anh mình, hello anh, hãy donate vài sao đi Thế anh. Chào Thế anh nhá.
nó đang có cái mấy buổi test gameplay. Nó sẽ tăng cái tốc độ làm skill. Bởi vì sao? Bởi vì là các bạn xem bên FIFA 20, các bạn thấy là những cái game thủ, cao thủ người ta làm skill rất là nhiều. Tại sao FIFA 4 lại ít người quẩy skill như vậy? Lý do là về sự hiệu quả thôi. Thuyền không bến, bác đá team Real UCL Bio chưa cho em xin cảm nhận. Từ từ đấy anh ạ. Bên FIFA 4 là quẩy skill nó không hiệu quả bởi vì cái animation, cái động tác của cầu thủ nó rất là chậm. Nhưng mà ngược lại, FIFA 20 thì nó khác, quẩy skill nó hiệu quả, cầu thủ nó làm skill bén và nhanh. Đức KK, em thấy cầu thủ nào hay là cho vào đội hình chứ không quan tâm team color bao giờ. Thế cũng hay mà, đấy, kiểu đá của em là kiểu quốc dân. Thì quay trở lại với FIFA 4, bữa tới mà nó nâng cấp, tức là cái độ hiệu quả của skill lên thì game chúng ta chơi nó sẽ hấp dẫn hơn. Mình nghĩ là đấy là điều nên làm. Anh Bình làm cái donate Momo. Ý kiến của anh em thì mình rất cảm ơn, nhưng mà mình không nhận donate qua các kênh khác, mình chỉ nhận donate sao thôi. Sau này mình có stream trên các cái nền tảng khác, ví dụ như YouTube các thứ chẳng hạn, thì lúc đấy thì mình có thể là mở các kênh donate khác. Hiện tại thì mình chỉ nhận donate sao. Momo thì anh em cũng hoàn toàn có thể là dùng ví Momo để mua sao trên Facebook. Anh em cứ mua Hoàng Long. Mua 200 sao là kiểu gì các anh em thanh toán được bằng ví Momo. Các bạn mua 200 sao các bạn không cần phải donate hết đâu, mỗi lần 20 sao cũng được mà, dùng dần. Game này nó có hai dạng đấy, hai dạng build team. Một là build những thằng mình thích. Mà đã thích rồi thì nó đã hay đã dở kệ mẹ, quan trọng đéo ấy. Đã thích rồi mà. Dạng thứ hai là còn Kona té người cộng 5 AI khôn không anh? Dạng thứ hai là mua những cái con đá hay mặc dù không thích. Nhiều ông không thích CR7 nhưng mà vì CR7 nó đá kinh vãi nổi nên là kiểu gì cũng phải có nó trong đội hình. Đấy là cái dạng mà build những thằng đá hay ấy. Thì cứ lên xếp hạng vào danh siêu sao xem mấy ông siêu sao ông dùng con gì nhiều thì chứng tỏ còn đây đài. Tuần Nghĩa, tìm NSD cộng 5 giờ còn dùng được không sếp ơi? Không, không nên dùng. Đá thì đá được thôi nhưng mà cho vào để bọn nó hãm hiếp à? Tìm lương vừa cao, chỉ số vừa thấp. Gulit chỉ số 86 lương 20. Tìm Zidane và 10 khúc gỗ nghệ sũ nhân dân không anh? Mặt cười. Cái đấy để Sir Alex chơi thôi. Cái lối chơi của anh là Zidane cộng với 10 siêu nhân thì anh sẽ vô địch C1. Còn nếu mà Zidane với 10 khu gỗ thì chắc chỉ có Sir Alex chơi. Huỳnh Cảnh Thanh Lam, TM Minh Chuông, anh Bình test giúp em Atalanta 19 UCL em moi gui. Anh thấy Trương gửi rồi nhưng mà từ từ đã. Rồi mấy cái kèo test đội hình cứ từ từ cho anh, thư thư tí. Nhiều anh em gửi quá. Anh em gửi nhiều, mình nhận nhiều thì lại thất hứa nhiều, nó không hay. Bảo anh em từ từ. Một ngày đá 1 đến 2 team là nhiều lắm rồi. Đau tay chứ các bạn. Mình thấy có một cái ở cái phiên bản gameplay hiện tại nhá. Các bạn đừng có đè C trước lúc khi các bạn sút. Các bạn sút xong hãng đè C. Sút xong các bạn hãng đè C, tức là bấm lên lực rồi thì hãng đè C. Thì cái tỷ lệ cầu thủ nó dứt điểm bằng má ngoài sẽ cao hơn hẳn. Mình không biết cái này có phải do lỗi game không nhá, nhưng mà cái này là mình có test. Anh thì không biết là anh chưa có cảm giác chán đời bao giờ, nhưng mà trên các phương tiện truyền thông rồi các cái liền bộ phim xếp chăm làm clip đi nào. Các thứ thì khi chán đời người ta thường đi mua sắm. Đấy là cái hay gặp. Anh thì chưa có cảm giác chán đời nhưng mà thi thoảng gọi là thấy Kylian Asian. Ủa mà sếp edit video của sếp luôn hả? Nó hơi kiểu gọi là chán một chút ấy. Nó không phải chán đời, nó hơi chán, hơi căng thẳng chút. Thì anh cũng nghĩ đến việc mua sắm. Nhưng mà sau khi mà nghĩ đến việc mua sắm thì anh chợt nhận ra là anh đéo có tiền. Thế là anh lại thấy hết Nguyễn Trung Kiên, chán đời mua trà nhài đi anh em. Bởi vì nghĩ đến việc mua sắm thì anh lại thấy chán hơn cả cái lý do ban đầu.
là vì anh nhéo có tiền. Nên anh lại quay trở lại với cái trạng thái cân bằng rất nhanh. Chán đời mua trà sữa nhé. 6 tỷ có nên mua biết không? Không.